Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 7 tháng 3. Hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và đang tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chịu ảnh hưởng rìa xa không khí lạnh nên ở một số khu vực ven biển có gió mạnh cấp 3, cấp 4 gây khó khăn cho việc tham gia giao thông. Ngoài ra, khu vực tỉnh cũng chịu tác động của áp cao cận nhiệt đới nên thời tiết tiếp tục tăng mạnh. Nền nhiệt giữ ở mức cao nhất từ 32 đến 34 độ. Thời điểm trưa chiều, trời oi bức. Về đêm và sáng sớm, trời mát mẻ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu trời ít mây, đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 70 đến 75%. Khu vực huyện Côn Đảo trời ít mây, đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 81 đến 86%. Do chỉ chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh cường độ yếu nên thời tiết vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu không có nhiều thay đổi, trời không mưa, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km, trên biển gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Tại Vũng Tàu, ngày 8 tháng 3 năm 2021, mực nước cao nhất 355cm xuất hiện lúc 19 giờ 15 phút, thấp nhất 110cm xuất hiện lúc 2 giờ 45 phút.